Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Khi anh Vũ qua Mỹ, băng đĩa không bán hết cứ đưa cho tôi đem về cất để lần sau sang diễn lại bán tiếp, Lệ Ổng Vũ nói. Lệ Ổng Vũ hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn có lượng fan hâm mộ hùng hậu tại Việt Nam nhờ chất giọng ngọt ngào, truyền cảm khi hát dòng nhạc Bolero. Thời điểm, diễn viên anh Vũ đột tử tại Mỹ, Lệ Ổng Vũ cũng khiến nhiều khán giả xúc động trước tình bạn đẹp của anh và người đã khuất. Không chỉ lo chu đáo thủ tục cho anh Vũ ở Mỹ, Lệ Ổng Vũ còn đưa thi hài bạn về tận Việt Nam cùng gia đình lo tang lễ chu đáo. 100 ngày ra đi của anh Vũ, Lệ Ổng cũng bay về Việt Nam thắp hương cho bản thân. Có lẽ từ những chuyến đi đó, tình yêu của Lệ Ổng Vũ với khán giả trong nước ngày càng gắn bó hơn. Và mới đây, nam ca sĩ đã quyết định tổ chức buổi gặp mặt fan tại Hà Nội. Ca sĩ Lệ Ổng Vũ chia sẻ tại buổi họp fan, Lệ Ổng Vũ xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đặt chân tới Hà Nội. Và bất ngờ hơn khi thấy khán phòng không còn chỗ trống, điều này khiến Lệ Ổng Vũ suýt rơi nước mắt. Đáp lại tình cảm của khán giả, Lệ Ổng Vũ đã thể hiện loạt ca khúc như Hai Lối Mộng, Chiều Cuối Tuần, Nếu Đời Không Có Anh, Sao Đành Xa Anh, Thở Ban Đầu. Góp mặt tại buổi họp fan của Lệ Ổng Vũ còn có người em thân thiết với anh là nam ca sĩ Andy Thái. Cả hai đã có những màn song ca ấn tượng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Andy Thái chia sẻ, anh từng nghĩ khán giả Hà Nội chỉ thích các ca sĩ như Hồng Dung, Mỹ Linh và không biết anh là ai. Thế nhưng khi được xuất hiện tại sự kiện họp fan của Lệ Ổng Vũ, anh mới biết suy nghĩ của mình là sai. Ca sĩ Lệ Ổng Vũ và Andy Thái. Rất đông người hâm mộ có mặt. Phần xúc động nhất trong buổi họp fan của Lệ Ổng Vũ đó chính là phần tưởng nhớ về người bạn tài hoa bạc mệnh anh Vũ. Lần đầu tôi về Việt Nam chơi, lúc đó anh Vũ đang ở trên đỉnh cao của lĩnh vực hài kịch. Anh Vũ đắt sâu lắm nhưng biết tôi lần đầu về, lạ nước lạ cái lại đang có chuyện gia đình không vui nên ngày nào cũng vậy, cứ diễn xong là anh lại vội vàng chạy qua chỗ tôi, đưa tôi đi ăn, trò chuyện và an ủi. Kỷ niệm tôi không thể quên đó là lần được cùng anh Vũ đi diễn ở Bảo Lộc. Thay vì đi với đoàn, anh Vũ sợ tôi không thoải mái nên bỏ tiền túi ra mướn xe 4 chỗ để đưa tôi đi. Anh Vũ rất quan tâm đến cảm giác của bạn mình, ca sĩ Lệ Ổng Vũ chia sẻ. Nam ca sĩ xúc động khi chia sẻ về người bạn tài hoa bạc mệnh cố nghệ sĩ anh Vũ. Lệ Ổng Vũ còn khiến khán giả có mặt lặng người xúc động khi nhắc tới những đứa con tinh thần vẫn chưa kịp bán hết của nghệ sĩ anh Vũ. Anh Vũ ra đi bất ngờ hồi đầu tháng 4 vừa rồi. Từ đó đến nay, trong nhà tôi vẫn còn nhiều CD, vờ cờ giờ của anh Vũ. Khi anh Vũ qua Mỹ, băng đĩa không bán hết cứ đưa cho tôi đem về cất để lần sau sang diễn lại bán tiếp. Thế nhưng lần này anh lại bỏ đi vĩnh viễn, trong gạ dạ của tôi vẫn còn nhiều băng đĩa của anh Vũ. Cái đó là đáng nhớ, đáng thương và luyến tiếc nhất. Sau buổi họp fan, ca sĩ Lệ Ổng Vũ đã hứa sẽ thường xuyên về Việt Nam hơn và trong tương lai gần sẽ tổ chức live show riêng để tri ân người hâm mộ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.